Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến từ thành phố Đà Lạt thân thương ở Hồ Than Thở. Mấy anh cu bao que thấy dân Việt Nam bây giờ người ta đi là người ta đi xe ô tô, xe hơi, người ta đi chơi thôi. Đâu có phải giống như tụi mày bên kia cài đầu tắt mặt tối, mua lên mạng còn phe mua 3-4 chiếc xe, mua về xong rồi đóng thuế, trả bảo hiểm má tụi mày nhìn không ra. Dân Việt Nam nó mua xe hơi à, dân Việt Nam ta mua xe hơi, xe ô tô, ta đi chơi à, ta đi, ta muốn đi, ta đi. Giờ dân Việt Nam ta muốn đi leo xe hơi, ta đi chơi. Đâu phải giống như mấy con cu que tụi mày đó à, mấy con cu ba sọc lờ. Cuộc sống ở Việt Nam người ta sống rất là yên bình, rất là thanh bình. Những ngày này không phải là ngày lễ hội cho nên không có đông lắm, anh chị em các bạn thấy bán buôn người ta vẫn sống thôi, nó có thằng Tây nào chết đâu. Nó qua giống như mấy con cu que tụi mày đâu qua ha, đồ là đặc sản Đà Lạt, đặc sản Đà Lạt ngon chưa, đồ rất là ngon. Đây là đặc sản Đà Lạt cho anh chị các bạn. Đấy, cho mấy ba sọc lờ tụi mày thèm chảy nước miếng luôn. Ừ. Ngon chưa? Này là đặc sản Đà Lạt đó. Đấy. Ai về nhớ ghé qua nha. Rất là ngon. Đà Lạt rất là chuẩn. Đặc sản Đà Lạt. Phải còn lựa chọn. Cuộc sống rất là yên bình anh chị các bạn, rất là yên bình. Kẻ bán người mua chứ không phải giống như mấy người ba sọc lờ lên mạng nè, sọc sọc cây mấy người ba sọc lờ hết nói toàn cái đám khu cách áo ơn. Mình là mình chào anh chị các bạn nha. Mình quay ra để anh chị mà các bạn thấy ở quê hương cuộc sống rất là yên bình anh chị các bạn. Chứ không phải giống như mấy cái đám bài sọc lờ, mấy cái đám chống cộng, mấy cái đám dân chủ cội, mấy cái thành phần ô hợp nó lên mạng à, láo phét, nó xạo trá. Rất là, phải nói là cái sự phát triển ở quê hương rất là tốt. Đây là cái ở cái hồ này, hồ Than Thở, cho nên lúc này nó cũng không phải là mùa du lịch, nó không có đông người lắm, mà các bạn khí hậu rất là mát mẻ. Phải nói là Đà Lạt khí hậu thật là tuyệt vời. Ở cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cuộc sống đẹp kia, nhìn mấy cái hình ảnh này cứ nghĩ là ở xứ thiên đường tư bản đâu không? Cứ nghĩ là ở bên xứ Bỉ hay đâu mới có được những cái khung cảnh như vậy, anh chị các bạn thấy không? Rừng thông à, rất là đẹp. Thế thì lại mình like để anh chị các bạn thấy sự bình yên của quê hương, sự phát triển đổi mới của đất nước. Chào anh chị các bạn nha. Mình tiếp tục đi đây. Bây giờ mình xuống Nha Trang à, nếu mình có thời gian nhiều đó mình sẽ xuống Đà Nẵng nhưng mà chưa biết. Bây giờ mình xuống Nha Trang đây, mình lái xe xuống Nha Trang. Việt Nam bây giờ đi đâu phương tiện cũng rất là dễ, cứ lái xe lên xe là chạy thôi, đâu có khác gì bên Mỹ đâu anh chị các bạn. Phương tiện bây giờ rất là dễ, xe ô tô, xe hơi, xe máy, hạ tầng cơ sở bây giờ phải nói là tuyệt vời. Hôm về Bảo Lộc, anh chị các bạn biết quốc lộ 20 bữa nay được nâng cấp lên đó, chạy rất là ngon. Mà dọc theo cái đèo Bảo Lộc đó, bữa nay đèn đường cháy sáng rực rỡ luôn, lúc trước đâu có đâu. Hai bên đường những cái cột đèn đường nữa cháy sáng rực rỡ,
phải nói là hạ tầng cơ sở càng lúc càng phát triển rất là mạnh, gió mát thật là mạnh ở trên này. Và Hoàng thấy ở trong này Đà Lạt thì cái khí hậu của nó rất là dịu mát lắm, gió nhẹ 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 rất là mát, nhiệt độ rất là dễ chịu. Chào anh Cầm, anh chị em các bạn lần nữa nha. Thôi Lệ Minh chuẩn bị lên đường xuống Nha Trang đây. Giờ mình lái xuống Nha Trang. Hẹn gặp anh chị các bạn sau nha.